hai MC biên tập viên nhà Bùi đã tiêu hết bao nhiêu tiền? Một cách lấp đầy năng lượng vào buổi sáng là order một đen đá không đường. Nhà Bùi dùng cà phê bên nén siêu kinh tế, chỉ 20 đồng một viên. Lao động hăng say, vèo cái là đến bữa trưa. Xin lỗi tìm nước mắm, bún đậu mắm tôm mới là chân ái, hai suất là 110 cành. Sau một hồi định bon chen không thành, thì tôm đã rơi vào trạng thái trầm tư âu sầu. Vác cái bụng đã no nê ra góc kia chơi đi nha con. Ăn uống xong thì lên đường đi tập thôi. Môn thảo tập là Pilates, tập khỏe người là chính mà chụp ảnh để sống ảo là chủ yếu. Tranh thủ hôm rảnh đưa tôm đi spa, không thì nó sắp bốc mùi lên rồi. Mỗi lần spa tắm rửa sung sướng như thế này sẽ ngốn khoảng 350 cành và sẽ là 650 cành nếu kèm theo tỉa lông. Một ngày trôi qua sẽ như bao ngày nếu như cuối ngày không dinh về dàn máy tính mới. Tiếc chơi game nhiều anh em góp ý nên nhà Bùi đã quyết định thay máu luôn, phục vụ công cuộc giải trí và làm việc. 83 củ khoai bay nhanh hơn một cơn gió, nhưng không tiêu tiền thì biết lấy đâu ra động lực mà lao động đúng không? Mọi người có tính được tổng cộng hôm nay nhà Bùi đã tiêu bao nhiêu tiền không nhỉ? Theo dõi chúng mình để nghe kể chuyện nhé. Hẹn gặp lại. When my husband's